Đây, giới thiệu với anh em hai mẫu hậu Audi Way 50-100 nhá. Đấy, thì hôm trước anh em bảo không có giỏ hàng thì bây giờ mình đăng lên giỏ hàng cả hai mẫu rồi. Và cái video trước mình đăng lên thì rất nhiều anh em thắc mắc là này, mấy cái bóng này khi bật đề mi là chói mắt người phía sau, nhưng mà khi anh em đi xe là anh em sẽ để như này mà nó chỉ nhìn phần ấy này, phần hậu này thôi, chứ còn cái này nó quay xuống là đèn này là đèn soi biển số nha anh em nhé, nó sẽ soi xuống biển số nhá, chứ nó không gây chói mắt đâu. Này, nó sẽ soi xuống đây này anh em thấy chưa. Đấy, người ta làm là người ta tính hết rồi, ok chưa. Đấy, đây là chế độ mà khi anh em bật đề mi nhá. Đây bật đề mi cả hai cái nhá, mình cứ gọi tạm cái này là mẫu 1 đi, cái này là mẫu 2 nhá. Đấy, gọi tạm nó như thế. Đấy, bây giờ nhá, xi nhan từng mẫu cho anh em xem này. Hay thôi, giẫm phanh trước nhá. Giẫm phanh, anh em đợi một chút để giẫm phanh cho anh em xem nhá. Đây, bây giờ giẫm phanh. Đấy, giẫm phanh thì nó sẽ sáng hơn, anh em nhìn thấy nó sáng hơn chưa. Đấy, và cái này nó có rắc về, anh em chuyển điện bình cắm như zin nhá, chỉ lắp được 50-100 thôi. Đây, mình đang tháo bỏ rắc ra để mình đấu điện cho nó dễ. Đấy, đây là giẫm phanh là hai bên nó sẽ sáng hơn này. Bắt đầu xi nhan cho anh em xem này, xi nhan này. Đấy, mẫu này là nó sẽ chạy. Đấy, còn mẫu này nó chỉ sáng thôi. Đấy, mẫu chạy mẫu sáng nhá. Đấy, mẫu bên kia nó chỉ chớp như này thôi. Đấy, lắp vào xe nó sẽ chớp như này. Đấy, tiếp tục xi nhan sang bên này. Đây, đấy thì bên này nó cũng chạy. Đấy, bên này nó cũng sáng. Đấy, vì gì khi xi nhan là điện nó sẽ như này mà. Đấy. Đấy, đây là hai mẫu nha anh em, phải chọn hai mẫu giá như nhau, nó chỉ khoảng 5 lít thôi. Đấy, đây giẫm phanh thì nó sẽ sáng như này nhé. Đấy, mình nhắc lại với anh em một lần cái đèn này nó không chói đâu, đây là ngửa lên nhá, nó là đèn soi biển số nhá, khi anh em lắp xuống nó sẽ như thế này này, nó soi biển số, ok chưa. Đấy, hai mẫu này mình đều đăng lên ở giỏ hàng rồi, anh em có thể tham khảo nhé.